Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Subway Sophie, let's go. Let's go. Wow, một chiếc chìa khóa. Wow, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher bạn đây. Let's go. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Okay, let's go. Wait. Tao lên tầng 2. Reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Okay, let's go. I just keep winning life, don't I? Prepare to be amazed. What is this? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Chung kết video game 2. Let's go. Đó, các bạn ấn dịu và cố gắng này. Tiếp tục. Sau đó thì sẽ nhảy xuống nào. Let's go. Yeah. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Hello Slackbar. Let's go. Ok, và mình sẽ đi theo quả bóng này. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy lên trên máy nào của ông ta. Nhưng mình thấy có nhiều số bạn thì lại nhặt những cái hộp, sau đó lại đặt vào đây, sau đó nhặt. Thì mình thấy nó hơi chậm. Mình nhảy trực tiếp thôi là sẽ nhảy được. Wow, chỗ này rất là vướng luôn. Okay. Đây là chiếc chìa khóa này các bạn, mở cốp xe ô tô. Ta làm ở gần đây, cho nên các bạn phải đợi ông ta một chút, từ đó ông ta sẽ ra ngoài. Ông ta đang không biết đang bật máy gì đây, bật tivi. Rồi mở cái này ra, sau đó thì mình sẽ treo lên trên này. Okay, let's go. Rồi, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Bây giờ sẽ đột nhập tiếp vào bên trong. Tiếp tục là đi sâu vào trong. Và ông này cửa chuyên chặn ghế luôn. Giờ mình sẽ dập con dao xuống. Let's go. Tôi tăng lên nào, let's go. Сами родогие, бардожа лаповать домой. Okay, it's right there. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Mình sẽ chọn một nhân vật phản diện. Ok. Harley Quinn rồi. Một nhân vật phản diện. Wow, let's go. Rất là nghịch ngợm. Ok, giờ mình sẽ lại chọn một nhân vật trong một hùng Batman. Let's go. Còn đi luôn lên trên đây là ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Hotel Tirana. Let's go. Oh my god. Quả nhảy cuống đâm ra bị chết. Không sao, mình sẽ cứu cô ta sống dậy. Rồi, let's go. Quá luôn. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Mình sẽ chọn màu nào đây? Màu đen đi. Bắn đung. Let's go. Đúng rồi. Một nhân vật ánh bom. Áo của mình dài hơn nên mình sẽ không sợ. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Base Pack 2. Let's go. Rồi, mình sẽ đi vào. Nó tạt vào đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Tank Stars, Tank Hero, Up Studio. Rồi, tiến lại gần nào. Oh man. Anh này level 4 cơ. Wow, cao hơn mình một level. Nếu sao mình sẽ tiêu diệt anh ta. Cho anh ta về thế nào. Tự sát rồi. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Cũng level 4 luôn. Cái này không biết được trúng không, bởi vì quá là cao. Mình sẽ dùng đạn này đi. Khá là đau luôn. Oh my god, đi luôn. Chắc là chiều cuối cùng rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Hello Slackbar, he and six. Let's go. Continue. Ở phần nhiệm vụ này các bạn phải đi nhặt 16 con thú bông, sau đó thì sẽ cho vào trong cái giỏ. Ok, mình đã có 7 con rồi. Bên đây có gì không? Đây có một con. Để cao quá rồi. Theo mình nghĩ thì lên là đặt cái gạch này, đặt cái đá này vào kia. Ok. Wow. Đây có một con. Anh chàng nó biết đâu rồi. Wow. Oh my god. Rồi, mình sẽ nhảy lên đây. Cái chỗ này không nhảy được. Vậy thì mình sẽ nhảy sát vào đường men này. Chắc chắn là lên được. Ok. Rồi. Ở đây có 2 chú luôn. Wow, 4 chú. Rồi, let's go. Rồi lại bay thôi. Để anh chàng kia đang leo mình. Mình sẽ bay lên trên nào. Trên này không có gì. Đó, các bạn cứ đi xong đó là nhặt hết những con thú cho vào. Tất cả là 16 con và các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi nơi này. Và các bạn sẽ sang chapter 2. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Wow, cái này là phải cúi xuống. Ok, nhiệm vụ này là phải cúi. Và cúi thì rất là khó nhiều. Đi rất nhanh luôn, rất khó nhìn. Oh my god, một lần chết luôn, toàn thật. Wow, được 1 sao. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Time start, let's go. Chọn xe này đi, không biết xe này có khỏe không. Xe này đạn đầu tiên bắn xuyên tường. Được rồi, mình sẽ chuyển sang đạn khác. Ồ, anh chàng này có vẻ muốn tự sát rồi. Tiếp tục vào. Ok. Oh man. New shots are loaded. Fuel has ended. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.